Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ chi tiết về sản phẩm Confide MWB. Đây là một trong những loại thuốc là chữa sâu rầy bọ chỉ rất là hữu hiệu trên cây trồng. Theo chất chính của mình xin giới thiệu về cái bao bì trước. Ở đây là bao bì phía bên tay trái màn hình nhỏ các bạn là bao bì của sản phẩm Confide. Tiếp theo là mình xin đi vào hoạt chất chính của sản phẩm Confide, đó là hoạt chất imidacloprid. Đây là một trong sản phẩm thuộc nhóm dị trừ côn trùng có tên là neonicotinoid, nhóm độc hại. Công dụng của thuốc là một loại thuốc trừ sâu rầy bọ chỉ thế hệ mới. Nó có tính lưu dẫn rất là mạnh, phổ tác dụng rộng, hiệu lực cao và nhanh chóng diệt trừ đối với các loại sâu rầy bọ chỉ, đặc biệt là những loại rầy ví dụ như rầy hẹ nâu, hại lúa hoặc là rầy xanh, rầy chống cánh, vân vân. Thì các bạn để ý nè, vì thuốc có tính lưu dẫn mạnh, ở đây là cái nhóm neonicotinoid nối kết lưu dẫn rất là mạnh, vì vậy nó bảo vệ được cây của chúng ta trong một thời gian dài hơn. Có nghĩa là mặc dù chúng ta phun vào thời điểm ngày hôm nay đi đó, thì thuốc sẽ lưu dẫn vào trong cây ngày hoặc những ngày hôm sau mà rầy hoặc là sâu hoặc là bọ chỉ có vào cây chích hút nhựa dẫn của cây thì nó vẫn bị chết. Thì mình xin đi vào cái nội dung chính của video này, đó là cái hướng dẫn sử dụng cũng như là liều lượng phun thuốc. Thì với sản phẩm Confide mình đưa bên này, chúng ta sẽ pha cái liều là 250 đến 350 gram trên 1 hectare. Chia ra bình 8 lít thì chúng ta pha khoảng 5 đến 6 gram trên bình 8 lít. Chúng ta phun 5 bình cho diện tích là 1.000 m2. Chúng ta phun cái thời gian tốt nhất là phun vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát. Thứ nhất đó là cái thời gian nó cũng dễ chịu cho người phun. Thứ hai nữa là cái tập tính của các loài côn trùng đó, đa số là nó hoạt động vào buổi chiều mát là nhiều, sáng sớm cũng có. Chờ mát thì thường thường côn trùng nó cũng hay đi ra đi ra khỏi những chỗ ăn nấp của chúng đó, để chúng gây hại trên cây trồng. Thì các bạn cũng có thể là trong những thời gian đó mà phun xịt để có hiệu quả cao. Nhân tiện đây mình cũng xin chia sẻ luôn một sản phẩm mà nó có hoạt chất imidacloprid cũng như là hoạt chất thuộc nhóm neonicotinoid để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn, có một kiến thức về imidacloprid. Ở đây các bạn đó, sau khi hoạt chất imidacloprid ra thì cái sản phẩm phenodan là các bạn đan là imidacloprid hoặc là Juno là sản phẩm chúng ta đang chia sẻ ở video này, hoặc là Sunato ngoài imidacloprid ra thì anh ta còn có nhóm là Fironin, hoặc là Sunato dạng chai, hoặc là Zobin, hoặc là Confidor, hoặc là Cola, hoặc là Galic, hoặc là Dosagan, rất là nhiều các bạn, tới là ba trang lận. Thì các bạn có thể vào website là vietnam.vn để các bạn tham khảo nhiều hơn những cái thuốc trên trên thị trường, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường về Việt Nam, hoặc là Lost Speeder cũng, Imitoc cũng có imidacloprid nè, Usabon. Thì ngoài imidacloprid đây, Usabon còn có là bimetrozine, vân vân. Bimetrozine thì khả năng làm thối trứng rầy rất là cao các bạn. Fipro này là anh có fipronil thôi. Anh Alvador, đây anh Alvador cũng có imidacloprid các bạn. Và Samap Solo.